Bình Quế quê tôi rất là rộng, cà phê xưa không chà dinh gian mà yên ả, rộng chơi những ngày toilet cũng sạch sẽ, kèm quý vị lại như hệt mở ngang nha. Wow, mình cùng nhau đi tới Bình Quế quê tôi nha các bạn. Rồi bây giờ đi trên con đường nè. Wow, đẹp thế. Hai bên là rất là nhiều bè đúng không? Lục Bình. Cậu Sáu Lục Bình á. Ở dưới này là có sen luôn. Ôi đẹp quá. Ôi mát ngát luôn. Tuy là nắng nhưng mà mình đi qua cái vùng kia cái nó mát đẹp lắm nha. Trời ơi, cái ở đây đảo vậy? Đi giữa đường luôn nè. Ôi ở đây mình được đi giữa rừng sen luôn. Wow, đẹp quá. Đẹp. Để tránh ra khỏi cái nắng này đi, nắng quá. Vô bóng mát cho nó mát. Ủa? Wow, đó, vô đây cái mát liền. Đẹp quá. Cái này nhớ nhìn giống Đồng Tháp quá ha. Nhìn giống Đồng Tháp ghê luôn ha. Trời ơi, thôi, ông đi tuốt qua bên kia luôn kìa. Wow. Rồi lúc nãy là mình đi ngang qua cái đồng Lục Bình đúng không? Còn bây giờ là mình sẽ đi ngang qua giữa rừng sen các bạn. Bên này luôn, và ven phía song dưới kia luôn là cũng có rất là nhiều sen luôn. Rồi, qua đây, qua đây. Hôm nay đi vô Bình Quế quê tôi á, trời ơi, công nhận ở đây nó rộng và nó đẹp kinh khủng luôn đó ơi. Ở đây cực kỳ đẹp luôn. Và ở đây mát nữa. Rồi, mà để thấy giá cũng ok nha. Thấy giá cũng ok. Mà toilet cũng sạch sẽ nữa, cái toilet sạch lắm. Để toilet sạch nè. Đó, con đường này về mốt chỉ Cà Mau luôn nha. Cái này đi mốt chỉ Cà Mau luôn đó. Đây là cái này nhà chòi nè, nhà chòi lá xin giới thiệu. Đây là hai người dân bản địa. Chú Sáu Cà Mau chứ là Cô ba Trà Vinh hả? Cô ba Trà Vinh. Sống lại miền quê, xôi bao năm đúng không? Chúng ta đi ra ao sen nha. Trời ơi, sen bát ngang luôn, mình như đang nổi trên sen nha. Đi vô. Bức cái này nè mình đội được. Xin phép chủ rồi. Không, chú ở đây cho người ta nha. Cho phép chú mình. Chú nói nhà chú. Ở dưới quê thì người ta thường vậy nè. Cái này là mình được hái nha. Chú cho được, phép rồi. Chú cho phép và mình chú được một cái thôi. Được ăn cái bức đó luôn nhưng mà không cho mang về. Chú cho hái một cái bông nữa đó. Hái một cái bông đi. Chú cho hái một cái bông á. Chú cho. Thôi nhưng mà không, cái bông này kia nở đẹp kìa. Chú cho một cái. Không, chú cho xin rồi. Cái này đẹp nè. Ừ. Tại Bình Quế quê tôi thì rất là rộng cho nên người ta sẽ phục vụ mình bằng xe đạp quần nha. Và để trong lúc chờ món ăn thì xin kính mời quý vị cùng đi tham quan khu vực ở đây nhé. Vô đi em ơi. Rồi ai kêu cà phê sữa đây? Ai kêu rồi? Xin mời anh một ly cà phê sữa. Cảm ơn em, như anh gửi tiền em ơi. 7 triệu. Để phù hợp với phong cảnh của ngày hôm nay thì Dung xin phục vụ một ca khúc, đó chính là chủ đề về bông sen, nhưng mà mình sẽ hát bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Xin sống lại tình yêu. Rồi em xin phép ăn trước nha. Bữa nay chắc vô đây chắc anh Đẹp nó cho có ăn cái gì, cái dĩa tôm này xong rồi chắc đi về quá. Nãy giờ quay quá trời quay luôn mà chưa có tiền cắt xê gì hết trơn á. Cắt xê mới là dĩa cơm này thôi. Để em ăn thử nha. Cơm chiên tỏi chan với nước tương vô. Tại Dung thường ăn hơi mặn xíu. Đây cơm chiên tỏi thì sẽ có tỏi nha. Ngon quá. Nó vừa ăn quá. Ngon. Anh này anh đang ra một món mới nữa. Món gì anh? Một
khấu. Wow, bò bắp khấu ngon quá, cảm ơn anh. Ngon lắm. Giới thiệu đây là món bò bắp khấu ở trong Bình Quế quê tôi. Quay xuống dãy bò này với tao thôi. Xung quanh ăn xung quanh đó quá trời sen luôn. Trời đúng rồi. Dân giả dân giả, cái này đúng là về Đồng Tháp ăn luôn á. Lia lia qua xe cho ta thấy xe. Lia qua xe, đi qua xe. À nó có sách bắt cái chân nè. Bây giờ ăn bò bắp khấu nha, đầu tiên mình sẽ lấy miếng khế nè. Đó, miếng khế, miếng chuối chét. Cái này phải có khế chua chuối chét nha. Đó, miếng bò, miếng bò. Rồi mình có thể thêm một lá rau răm nữa để nó kèm. Nó kèm cái vị ngọt nha. Đó, ai thích ăn cay cay thì cho thêm miếng ớt. Ớt này chứ nó không có cay. Rồi đó, cái mình sẽ chấm vô nước mắm chua ngọt nha. Phải bỏ lên trên cái bánh phồng tôm ăn mới ngon ha. Cho cục đậu phộng lên nữa, cho hột đậu phộng lên nữa. Đó, rồi bây giờ ăn nè. Mình phải ăn làm sao mà ăn hết cái phần này luôn trong miệng mình ấy, hòa quyện với nhau mới ngon nha. Mọi người thử nha. Nè nè nè, zoom 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 lại ăn thôi. Thấy không? Đó, bò bóp thấu giữa khung cảnh đồng quê nha. Trời, ăn là tận hưởng đồng quê nè. Đây là công cách ăn bò bóp thấu của thầy đồ. Ngon quá. Giới thiệu món mới đi đại ca. Giờ chúng ta sẽ ăn tới món cá tây tự chiên xù. Chiên xù ăn tới mình khách tới kêu họ mới làm. Rồi thử đi, nhưng mà cứ thử coi ngon. Thử miếng thịt nha. Miếng cá chứ miếng thịt gì? Miếng thịt cá. Lấy cái muỗng á, sấn xuống rồi dứt nguyên một miếng rồi, khổng lồ lên luôn. Có cái gì đó, có đó. Cái dài ha, có cái gì? Cái nĩa. Có cái nĩa. Cái nĩa, sẽ thật nhẹ. Có cái này, có thấy cái nĩa. Nhưng mà thôi ông thử trước đi, bây giờ xưa đây. Rồi, 4. Chấm mắm nêm ha. Nè, chén nè, chấm mắm nêm. Đó. Cho một ít mắm nêm vào chén ha. Đó, ăn này chuẩn miền Tây luôn, chuẩn miền Tây ha. Mắm nêm này lấy với Châu Đốc lên. Có cả mắm nêm và ít tóm. Nước mắm chua ngọt. Rồi, một ít rau. Ít salad. Gọi là cái là salad. Tito. Cá. Cá tươi. Cua ai? Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Cũng không đẹp lắm. Chấm mắm nêm nè, chấm mắm nêm nha. Khoai. Rồi, ăn nè. Ít cá ngọt. Ngọt dai. Rồi cái mắm nêm nó rất ngon. Mắm nêm nó rất thơm. Mà ngọt không ngọt? Ngọt dai hả? Ngọt dai, thịt cá nó ngọt và dai nha. Trời, khung cảnh ngoài này đẹp lắm rồi. Wow. Trời giờ này đang mát rồi. Dạo một vòng xong rồi cho bớt no rồi mình đi vô mình ăn cái lẩu. Đang đợi cái lẩu sôi. Bạn muốn cảm nhận một cái không gian mà yên ngã và thanh bình giữa thành phố náo nhiệt này. Tới đây. Sẽ thưởng thức món lẩu cá thác lát. Wow. Giữa khung cảnh đồng quê luôn. Yeah, rồi mở ra nha. Two, wow. Thơm quá. Ê, bỏ rau vô. Wow. Qua và tầng hoa. Khung cảnh tuyệt đẹp luôn, ăn cái lẩu cực ngon ha. Trời ấm ấm bụng. Rồi nãy giờ thật ra mình no quá rồi. Quá.
Nãy giờ thật ra mình no quá cho nên là mình đi chụp hình vòng vòng rồi mình quay vô lại mình mới ăn được á. Chứ nãy kêu ra ăn không nổi luôn. Rồi, bỏ vô hết luôn đi. Yeah. Rau đây người ta rửa, ta lặt sạch hết rồi nè. Hả? Ủa, rau đây rửa là lặt sạch lắm rồi Dung. Ở đâu chẳng vậy này. Không nhớ mấy chỗ kia người ta lặt không có sạch dữ vậy đâu nè. Ở đây người ta làm hơi bị sạch á. Người ta lặt ở dưới. Kỹ á, rửa kỹ á. Đây đúng ngon luôn á. Chứ mấy chỗ kia mà mình nhìn cái cọng tàu ngon bỏ hết vô luôn đi, bỏ hết khổ ăn luôn. Chứ hết lửa. Ủa, đẹp bên kia là gì vậy đẹp? Rồi, mít cơ thông bỏ hết rồi. Mấy phút ăn được ha? Mấy phút ăn được? Đây, khoảng chừng 3 phút nếu mình muốn ăn cái rau đó còn giòn. Và 5 phút nếu mình muốn ăn rau này. Đó, rồi, ok. Rồi, đậy lại ha. Rồi, chuẩn bị nước mắm ớt đi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ sẽ thử lẩu khủ qua các thức lát nha. Tại vì mình phải qua đây ăn cho thấy cái khung cảnh xiên của nó đẹp. Rồi, mình thử miếng các thức lát trước. Lấy chén nước mắm ớt thì ngon ha. Lấy chén nước mắm ớt. Đây là vị khách ngồi đợi. Đợi thử trước rồi mới được ăn. Trời ơi, nè, lẩu khổ qua cá thác lát. Đó, chấm miếng khổ qua vô nước mắm ớt nha. Trời ơi, mọi người nói ôi khổ qua giòn, không đắng nha mà nó ngọt ghê luôn tôi. Ngọt quá. Thôi chấm này ăn ngon. Còn cá thác lát là sao? Ở đây người ta làm thấy ok á. Giờ thử cá thác lát nha. Sẽ thử cái viên cá. Cá thác lát người ta vo viên sẵn cho mình rồi. Nghe đúng là cá thác lát phải giòn, dai, sực 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 không. Coi đúng không? Ăn thử coi cái miệng cái gì chịt coi. Dai, dai, ngon. Ngon. Rồi. Rồi ngon, y như nhà mẹ làm luôn. Y như nhà mẹ làm. Ở đây người ta làm ok. Ở đây quán này thấy làm gì cũng ngon ha. Ăn khổ qua rồi thấy cái khổ nó qua chưa? Hồi trước giờ gắng ăn thêm miếng nữa cho khổ qua coi. Thì nó qua hết cái khổ. Ăn khổ qua là không được chừa lại nha, ăn phải ăn cho hết chứ. Cho khổ nó qua. Nó còn